băng cướp này rất bá đạo, đóng giả làm thợ sơn đi vào ngân hàng tự nhiên như đi chợ, rồi lấy dụng cụ ra khóa chặt cửa sau của ngân hàng, móc đèn pha ra chiếu thẳng vào camera, lập tức camera bị vô hiệu hóa. Bọn cướp rút súng ra khống chế tất cả mọi người. Càng ngạo mạn hơn đó là băng cướp mở cửa chĩa thẳng súng vào đầu cảnh sát đi tuần, bảo anh ta gọi viện trợ đến. Bọn chúng kiêu ngạo như vậy là vì đã có kế hoạch sẵn, là sẽ lấy 1,2 tỷ rồi hiên ngang rời đi trước mũi cảnh sát. Tên cầm đầu của băng cướp tên là Dalton, IQ 250, rất giỏi. Mọi người đều giống như quân cờ trong mắt hắn mà thôi. Hắn ta bắt con tin xếp thành hai hàng nam và nữ riêng và giao ra tất cả điện thoại. Giám đốc ngân hàng nhanh trí đem điện thoại vứt ra cửa sau, giả vờ mình không đem điện thoại. Dalton lấy một chiếc điện thoại để giám đốc tự gọi cho mình. Khi chuông điện thoại của giám đốc ngân hàng vang lên, hắn ta tức giận đánh ông ấy một trận. Những người khác đều lo lắng hoảng sợ. Cậu bé Timo 10 tuổi muốn nộp lại máy chơi game của mình. Hắn ta để Timo tiếp tục chơi game. Tiếp đó, hắn bắt tất cả con tin mặc một bộ đồ và đeo mặt nạ giống hệt nhau. Thế nhưng một người lớn tuổi tái phát bệnh tim, tình hình rất nguy kịch. Dalton lập tức cho người đưa ông ấy đến bệnh viện để chữa bệnh. Tiếp đến, Dalton chia con tin thành những nhóm nhỏ, nhốt vào các căn phòng khác nhau. Xong việc, theo quy trình bình thường thì bọn cướp sẽ mở kho tiền, điên cuồng vơ vét. Nhưng hắn ta là một thiên tài IQ cao nên không làm như bình thường. Chỉ liếc nhìn kho tiền một phát rồi bỏ đi. Hắn đi đến nhà kho không hề có hệ thống bảo mật, bảo đàn em dọn hết đồ ra ngoài, dùng búa điên cuồng đập xuống nền nhà, đào xuống đến đường ống nước bên dưới. Tên đàn em nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ ở xung quanh. Khi đàn em đang dọn dẹp nền nhà thì Dalton lại thả tiếp một con tin. Trên cổ người đó còn đeo một chiếc hộp lớn. Cảnh sát bên ngoài lập tức đưa chiếc vali đến phòng chỉ huy thu thập dấu vân tay. Chuyên gia Kate nói chuyện cùng với con tin. Con tin nói với Kate, băng cướp đưa ra điều kiện, trước 9 giờ tối phải chuẩn bị một chiếc xe khách lớn và một chiếc máy bay hành khách đổ đầy xăng. Nếu không sẽ cách một tiếng giết một con tin. Bên này vừa nói xong thì bên Dalton đã có hành động mới, yêu cầu cảnh sát chuẩn bị thức ăn và nước uống. Kate chỉ đành làm theo, mà lúc này nội bộ giữa các con tin trong ngân hàng xảy ra tranh chấp. Một chàng trai trẻ không thể nhẫn nại được nữa, tháo mặt nạ ra, nói với mọi người rằng đáng ra phải chống đối lại bọn cướp mới đúng. Ai ngờ Dalton bất ngờ xuất hiện lôi anh ta ra khỏi phòng đấm anh ta một phát, làm những người khác vô cùng sợ hãi. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, Dalton lại trao đổi các con tin ở các phòng với nhau, để nữ đồng bọn bỏ súng, giả làm con tin rồi trà trộn vào trong phòng, còn bắt lấy một cô gái xinh đẹp mà mọi người đều có ấn tượng. Sau một hồi thì mọi người bắt đầu có ấn tượng với những con tin ở bên cạnh mình, để mọi người đều nghĩ đó là người bị hại. Mà Dalton cũng không rảnh, liền nghĩ đến đứa trẻ 10 tuổi Timo. Hắn ta cầm đồ ăn và thức uống đến gặp cậu bé. Dalton vô cùng ngang ngược, lấy tiền trong kho xếp thành ghế ngồi trước mặt. Hai người vừa ăn vừa chơi game. Timo rất vui, nói rằng mình chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Dalton nói với Timo sau này ít chơi game lại, hãy học hành chăm chỉ. Hơn nữa nếu lần này cướp ngân hàng thành công sẽ lấy tiền mua bài tập kỳ nghỉ cho Timo. Timo lập tức sợ đến xanh mặt. Sau khi dọa xong Timo, Dalton cùng đàn em đi đến tủ bảo hiểm, mở chiếc tủ 392 ra, bên trong cất giấu một tập tài liệu. Dalton mở tập tài liệu ra xem, trên mặt nở một nụ cười độc ác. Bên dưới tập tài liệu là rất nhiều kim cương, giá trị ít nhất cũng 1,2 tỷ đô. Hắn ta nhìn những thứ trước mặt cảm thấy rất vui. Kế hoạch của bản thân đã hoàn thành được một nửa. Lúc này, tổng giám đốc Arthur của ngân hàng vô cùng lo lắng. Một khi bí mật về chiếc tủ bảo hiểm 392 lộ ra ngoài, ông ta sẽ mất tất cả tiền bạc, sự nghiệp. Thế là ông ta tìm đến nhân viên quan hệ công chúng Madeline, yêu cầu cô bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được tài liệu về. Madeline cũng là người thủ đoạn, lập tức đến tìm thị trưởng và uy hiếp ông ta. Thị trưởng tức mà không làm được gì, đành ra mặt để Madeline lãnh đạo cuộc đàm phán, khiến chuyên gia đàm phán Kay tức giận, không đồng ý. Madeline uy hiếp Kay, nếu không đồng ý sẽ tạo ra bằng chứng giả để ông ta ngồi tù, nếu đồng ý thì đảm bảo chỉ có được lợi. Kay nghe đến đây thì đồng ý. Lúc này cảnh sát đang nghe lén Dalton nói chuyện thông qua máy nghe lén gắn trên hộp thức ăn, nhưng bọn họ dùng ngoại ngữ, không ai hiểu gì. Lúc này một kiến trúc sư xuất hiện nói với Kay đây là tiếng Albania. Kay lập tức liên hệ đại sứ quán Albania cử phiên dịch viên đến, nhưng họ đòi tiền, hơn nữa giá cũng rất cao. Kay đột nhiên nghĩ ra sáng kiến để anh kiến trúc sư gọi cô vợ người Albania đến. Người vợ nghe được đoạn hội thoại thì bật cười, bởi vì thứ bọn họ nghe được chỉ là bài ghi âm phát biểu của ai đó. Kay ngơ mặt ra, lập tức gọi điện thoại cho Dalton. Dalton cười nhạo Kate nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực chất chỉ là kẻ bỏ đi. Nhanh chóng chuẩn bị xe và máy bay nếu không sẽ bắt đầu giết con tin. Kate liền nói, chuẩn bị máy bay rất tốn thời gian, chỉ cần thêm một tiếng nữa thì sẽ chuẩn bị được. Dalton cũng tinh nghịch nói ra một câu đố. Chiếc tàu đi qua trạm tàu ở trung tâm và cái cây bị chặt bởi người Mỹ gốc Ấn thì cái nào nặng hơn? Nếu như trả lời đúng thì sẽ cho thêm thời gian. Kate rất thông minh, lập tức trả lời bằng nhau, bởi vì trạm xe ở trung tâm không có tàu đi qua. Dalton lập tức đồng ý cho Kate thêm thời gian, nhưng Madeline không thể đợi được lâu, cô ta phải nhanh chóng lấy được tài liệu để giúp tổng giám đốc ngân hàng giải quyết mối nguy. Vì thế cô ta đã gọi điện cho Dalton để đàm phán. Hứa rằng chỉ cần giải quyết được vấn đề Dalton sẽ trở nên giàu có, mà phải gặp nhau để nói cụ thể hơn. Dalton đồng ý để Madeline vào ngân hàng để đàm phán. Vừa bước vào liền bị ấn xuống sàn để kiểm tra, khi không có bất kỳ mối nguy nào mới được gặp mặt Dalton. Madeline bắt đầu tấn công tâm lý Dalton, nói rằng người bên ngoài sẽ không bao giờ chuẩn bị máy bay, càng không để anh ta chạy thoát. Chỉ cần anh hợp tác với tôi, ra ngoài đầu hàng thì cùng lắm bị phạt tù 3 năm. Đến lúc anh ra tù, Arthur sẽ đưa cho Dalton một số tiền lớn, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Madeline nói xong cảm thấy rất tự tin, nghĩ rằng có thể khiến Dalton đầu hàng. Không ngờ Dalton không hề để ý đến điều đó, rút ra tập tài liệu trong tủ bảo hiểm 392 rồi nói, cô đến đây là vì tập tài liệu này. Bên trong là việc giao dịch của tổng giám đốc ngân hàng với quân phát xít Đức trong thế chiến thứ hai. Chỉ cần cái này bị tiết lộ ra ngoài, ông ta sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho mình, Dalton sẽ cầm theo tập tài liệu này rời khỏi đây. Dalton vừa dứt lời, Madeline cũng phát hiện mình cũng chỉ là con cờ của anh ta. Madeline liền hiếu kỳ hỏi, Dalton sẽ rời khỏi đây bằng cách nào? Dalton nói, mình sẽ ra ngoài bằng cửa chính. Tiếp đó, Dalton sai đàn em đưa Madeline ra ngoài. Kate hỏi thăm tình hình bên trong như thế nào. Madeline nói rằng vẫn chưa đến lúc, khi nào thời cơ đến sẽ khiến băng cướp ra đầu hàng. Kate thấy Madeline nói cũng có lý,
anh ta liên lạc với Dalton muốn vào bên trong để xem các con tin có an toàn hay không. Dalton cũng không từ chối, để anh ta vào tham quan. Một người cầm súng canh chừng cây đi xem tình hình các con tin. Những người ở phòng trước đều che mặt, nhưng người ở phòng cuối cùng thì chỉ bị bịt miệng lại. Anh ta nói sẽ cố gắng hết sức để cứu mọi người ra ngoài. Sau khi xem xong, khi đến bên cửa lớn cây tìm cơ hội tấn công, Kate muốn gỡ bỏ khăn bịt mặt của Dalton xuống. May mà một tên đàn em kịp thời chạy đến ngăn lại. Dalton đứng dậy, cầm súng chĩa thẳng vào anh ta nhưng không hề bóp cò mà chỉ bảo anh ta đi ra ngoài. Lúc này Kate phát hiện Dalton không dám giết con tin. Tại phòng chỉ huy, Kate tự tin nói với tất cả mọi người, Dalton không dám giết con tin, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Khi anh ta đang tự mãn thì đột nhiên Dalton gọi điện thoại đến, nói hãy nhìn đến camera ở cửa, chỉ thấy Dalton bắn một con tin. Lúc này Kate sụp đổ, biết rằng vì mình phán đoán sai lầm mà con tin phải bị bỏ mạng. Anh ta lập tức chạy đến cửa ngân hàng để đàm phán với Dalton. Dalton cảnh cáo Kate, đây là sai lầm của anh ta, hãy nhanh chóng chuẩn bị máy bay nếu không sẽ tiếp tục giết con tin. Kate chỉ có thể làm theo yêu cầu. Mà lúc này cục trưởng cũng đến nơi, tức đi quyền chỉ huy của Kate, để đội đặc nhiệm tiếp nhận hành động. Đội đặc nhiệm bắt đầu thực hiện kế hoạch. Sau một hồi kéo dài thì đội đặc nhiệm quyết định dùng lựu đạn hơi cay để đánh ngất tất cả mọi người. Đội đặc nhiệm vừa hành động thì Kate lại có chuyện. Anh ta phát hiện trong chiếc vali bọn cướp gửi đến có máy nghe trộm. Rõ ràng bọn chúng biết được kế hoạch của đội đặc nhiệm, nhưng đã muộn, đội đặc nhiệm đã phá cửa xông vào bên trong ngân hàng. Lúc này Dalton ở bên trong cũng bắt đầu hành động, vứt đầy bom khói dưới nền nhà, lệnh đàn em vứt bỏ súng đóng giả làm con tin, trà trộn lúc hỗn loạn chạy ra khỏi ngân hàng. Nhưng tất cả con tin sau khi ra ngoài đều bị bắt lại. Sau khi kiểm tra chứng minh thì đưa về đồn để điều tra tiếp. Nhưng sau khi kiểm tra, Kate phát hiện Dalton không có trong đám đông mà đã biến mất không dấu vết. Đáng sợ hơn là Kate tìm được một tấm vải dính đầy mực đỏ, bên trong còn có một ống tiêm. Hiển nhiên Dalton không hề giết con tin mà chỉ dọa Kate mà thôi. Hơn nữa, súng AK mà bọn cướp dùng đều là súng đồ chơi. Kate ngơ ngác, cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục. Kate thẩm vấn tất cả con tin, bảo bọn họ chỉ ra người mà mình nghi ngờ nhất. Nhưng mọi người đều không thể chỉ ra đối tượng đáng nghi, bởi vì Dalton nhiều lần đổi người giữa các phòng. Mọi người đều bị tung hỏa mù, căn bản không thể chỉ ra ai là người của băng cướp. Kate lại hỏi chuyện Timo. Timo nói vì hắn ta bịt mặt bản thân không thể nhận ra tên cướp. Thực ra Timo có thể nhớ được đại khái ngoại hình của Dalton, nhưng sợ hắn sẽ làm hại cả nhà mình nên không nói ra. Sau một hồi thẩm vấn không có kết quả, cảnh sát đành thả tất cả mọi người ra ngoài. Một tuần sau, Dalton ở trong nhà kho ở ngân hàng, trong tay cầm số kim cương trị giá 1,2 tỷ đô la. Thì ra lúc đó Dalton kéo dài thời gian là để đàn em sửa chữa lại nhà kho. Bọn họ dùng thanh gỗ và các đồ dùng khác tạo ra một căn phòng nhỏ bên trong, còn cái lỗ đào được là nhà vệ sinh của Dalton. Khi cảnh sát tấn công vào bên trong, Dalton bảo mọi người rời đi trước, còn bản thân nấp vào bên trong đợi mọi việc yên ắng trở lại. Một tuần sau, Dalton thay một bộ đồ bình thường, cầm theo túi sách leo ra ngoài chuẩn bị rời đi. Kết quả Kate đột nhiên xuất hiện ở ngân hàng, hai người gặp nhau ở cửa. Dalton cố ý va vào người Kate, sau đó nói xin lỗi, rồi quay người bỏ đi, ra ngoài hội họp với đàn em. Kate mở ra chiếc két bảo hiểm số 392, bên trong có một viên kim cương cỡ lớn và một mảnh giấy do Dalton để lại. Bên trên viết hãy đi theo viên đá. Kate lập tức đem viên kim cương đi phân tích, phát hiện viên kim cương này thuộc về một nhà giàu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Nhưng người nhà họ tất cả đều qua đời nên viên kim cương rơi vào tay của Arthur. Lúc này Kate phát hiện tổng giám đốc ngân hàng và Đức Quốc xã có quan hệ mật thiết. Thế là Kate tìm Madeline để hỏi về chuyện này. Madeline lập tức uy hiếp Kate, nhưng anh ta không hề quan tâm, lấy bút ghi âm ra uy hiếp ngược lại Madeline. Madeline đành phải nói ra bí mật của tổng giám đốc ngân hàng và Đức Quốc xã. Tiếp đến, Kate cầm theo chứng cứ tiết lộ ra tội ác của Arthur, ông ta liền bị bắt vào ngục. Vì lập được công lớn nên Kate được thăng chức làm thanh tra cấp cao. Khi cầm bằng khen về nhà, Kate sờ vào túi phát hiện ra một viên kim cương. Hóa ra lúc va vào nhau ở cửa ngân hàng, Dalton cố ý thả vào túi anh ta. Kate ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, Dalton cũng thật thú vị. Cứ vậy, Dalton dựa vào IQ cao lập nên kế hoạch cướp được số kim cương trị giá 1,2 tỷ đô, còn làm Arthur phải vào tù. Từ đó Dalton sống trong nhung lụa, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại kỳ sau.